Niệm đến công phu thành phiến Cái này là mỗi người chúng ta đều làm được Cái gì gọi là thành phiến Trong tâm chỉ có A-di-đà Phật Ngoại trừ A-di-đà Phật ra Tất cả mọi thứ đều vứt bỏ hết Đều thoát khỏi hết Đây gọi là công phu thành phiến Trong tâm chỉ chứa A-di-đà Phật không có vọng tưởng, không có tạp niệm. Cái tâm này là tâm thanh tịnh. Nếu như có vọng tưởng, tạp niệm, cái tâm này gọi là tâm ô nhiễm. Tâm bị ô nhiễm rồi, không thanh tịnh. Không thanh tịnh đương nhiên không bình đẳng Đây là vọng tâm của lục đạo phàm phu Cái tướng mà nó hiện ra Chính là tướng lục đạo luân hồi Chúng ta đem những thứ ô nhiễm Trong tâm thanh tịnh Tất cả quét sạch ra hết Chỉ lưu lại A-di-đà Phật Chúng ta nhìn thấy một có người Cũng là ở cận Đại Vào khoảng sáu bảy mươi năm trước Một người đệ tử của Lão Hòa Thượng Đế Nhàn Qua Lậu Tượng Cũng là không biết chữ cả đời sống cuộc sống nghèo túng bốn mươi mấy tuổi gặp được một người bạn thời thơ ấu chính là lão hòa thượng đế nhàn họ sinh ra tại cùng một nông thôn nhìn thấy ngài xuất gia cũng không tệ có nơi ở cơm nước đều không cần lo rất ngưỡng mộ nhất định phải theo ngài xuất gia bốn mươi mấy tuổi xuất gia hơi khó không biết chữ không thể đọc kinh học kinh giáo không được khó khăn trong việc sống ở miếu trong miếu sáng chiều đều phải tu tập kinh sách trong giờ tu tập sáng chiều không thể không biết tụng người khác coi thường bạn Ông ta lại đòi xuất gia cho bằng được Lão Hòa Thượng ra điều kiện cho ông ta Ông ta chấp nhận hết Ông ta nói Điều kiện gì của Ngài tôi đều chấp nhận hết Chỉ cần Ngài chịu thế phát xuất gia cho tôi Lão Hòa Thượng nói Con nghe lời Không có vấn đề Thầy nói gì thì con nghe theo đó Lão Hòa Thượng chỉ dạy ông ta một câu Nam Mô A Di Đà Phật Đồng thời tìm được một ngôi miếu nhỏ Ở trong nông thôn Một ngôi chùa nhỏ đã hoang phế Không có người ở Rồi ông ta sống ở trong đó Chỉ cần niệm suốt một có Phật hiệu này Con cứ niệm suốt hoài Niệm đến mệt thì nghỉ ngơi Nghỉ ngơi xong lại niệm tiếp Bất kể ngày đêm Ông ta niệm được ba năm Thì đã vãng sanh trong tư thế đứng cũng là biết trước ngày giờ vãng sanh trong lai phật tự pháp sư hải khánh hòa thượng hải hiền và mẹ của ngài mẹ tuổi già rồi không có ai chăm sóc hải hiền đón mẹ về chùa của mình sống chung cung dưỡng mẹ Chùa của Ngài chỉ là một câu Phật hiệu Cái gì cũng không có Hải Hiền Lão Hòa Thượng Một câu Phật hiệu đã niệm 92 năm Phật hiệu của Ngài ngày đêm không ngưng Khi ngủ thì ngừng Tỉnh dậy lại tiếp tục niệm một người như vậy lão thật nghe lời làm thật đây chính là điều kiện thành công của ngài người nông thôn một nông dân không biết chữ đến cuối đời được biết bao nhiêu người tôn kính Biết được Ngài không có người nào mà không tôn kính Ngài. Tôi khuyên các đồng tu niệm Phật của chúng tôi, những đồng tu tu học tịnh độ, phải lấy Ngài làm gương mẫu. Cái tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng của Ngài. Có người nhân hậu hiền lành, bình dị, gần gũi, canh tác cẩn thận cần cù công ngại cực khổ diện tích canh tác rất lớn trong chùa bình thường chỉ có bốn người ăn không được bao nhiêu ngài đem thu hoạch của ngài phân chia cho các gia đình nghèo khó cứu tế người ta chăm sóc hàng ngàn hàng vạn người công đức không thể tưởng tượng nội tài bố thí những người phú quý có tài sản thì là ngoại tài bố thí ngài là nội tài những lương thực cúng dường cho người khác rau quả trái cây cũng do tự thân mình trồng gọi là nội tài bố thí một trăm mười hai tuổi khỏe mạnh cơ thể giống y người trẻ tuổi một ngày trước khi ra đi làm việc tại ruộng rau cả ngày từ sáng đến tối ngày thứ hai thì ra đi rồi những thanh niên khác nhìn thấy ngài làm việc rất vất vả khuyên ngài nghỉ ngơi ngài nói như thế nào ngài nói tôi làm hết những việc này tôi sẽ không làm nữa Không ngờ đến người ta tưởng đây chỉ là những lời nói thông thường của Ngài. Ngài mới buông xuống mọi công việc. Buổi tối niệm Phật đã ra đi. Ngày thứ hai thức dậy, Lão Hòa Thượng đã vãng sanh. Nhưng mà mọi người cảm thấy, buổi tối hôm đó hơi kỳ lạ, Lão Hòa Thượng niệm Phật chưa khi nào gõ khánh, buổi tối hôm đó gõ dẫn khánh gõ đến nửa đêm đèn trong phòng của ngài vẫn sáng buổi sáng thứ hai đi xem ngài đã ra đi rồi biết trước ngày giờ làm sao biết trước ngài cũng đã bật mí lão phật gia nói với tôi mấy ngày gần đây tôi phải chuẩn bị đi rồi Ngài không có nói là ngày nào Thật ra Ngài biết được Ngài không nói Sợ người khác chướng ngài ngài Mẹ của Ngài ra đi Rất đáng khám phục 86 tuổi Bạn xem Trước khi vãng sanh Còn làm sủi cảo để người nhà cùng nhau sớm vầy ăn cơm đoàn tụ. Sau khi ăn xong, cụ ngồi xuống ghế, hai chân xếp lại, nói với mọi người: Tôi đi đây. Thì liền đi tự tại làm sao? Không phải là người bình thường. Làm thế nào tôi được như vậy? Một câu Phật hiệu. Công việc không chứa ngại tu hành. Sinh hoạt không chứa ngại tu hành. Đối nhân sự thế không ngại tu hành. Trong miệng không niệm Phật, trong tâm Phật hiệu không ngừng. Tránh xa tất cả cung kính cúng dường. Tự cung tự tốt Đây gọi là tránh xa ba loại pháp Đi ngược với bồ đề môn Phần dưới nói Ngoài ra cần biết ba loại Thuận theo bồ đề môn Chú giải của niệm lão Người thuận theo bồ đề môn Bồ tát tránh xa ba loại đi ngược với bồ đề môn như vậy bạn tránh xa ba loại này thì bạn sẽ được ba loại thuận theo bồ đề môn pháp pháp chính là phương pháp cái thứ nhất tầm thanh tịnh không bị ô nhiễm không vì mưu cầu sự an lạc cho tự thân bồ đề là nơi thanh tịnh vô nhiễm Bắt đầu hạ thủ từ đâu? Từ trong tâm mà hạ thủ Tầm thanh tịnh Thì tất cả sẽ thanh tịnh Nhưng người tu hành nhất định Phải biết được Thế gian này Cái gì cũng là giả hết không có thứ gì là thật bao gồm cả thân thể của chính mình huống chi những vật ngoài thân thật sự biết được thì thật sự buông xả không có ý nghĩ của tham cầu tham đắc không cầu sự an lạc cho bản thân. Lão Hòa Thượng đã làm thử cho chúng ta. Ngài là một người giống như Phật Pháp nói. Một người tình tấn, lao động làm việc. Ngài toàn buông xả hết. Tâm thanh tịnh chân thành từ bi cung kính đối người cho nên chỗ ở của ngài nơi làm việc của ngài đều là chốn thanh tịnh chùa nhỏ rất nghèo không có người đến thắp hương không có người đến cúng giường toàn bộ nhờ tự thân ngài lao động chính là canh tác trồng lúa gạo trồng trái cây trồng rau quả toàn nhờ vào tự mình canh tác chín mươi hai năm như một ngày Tu hành chỉ là một câu Phật hiệu, một câu Phật hiệu không gián đoạn. Chúng ta nhìn thấy một có người cũng là ở cận đại vào khoảng sáu bảy mươi năm trước một người đệ tử của lão hòa thượng đế nhàn qua lậu tượng cũng là không biết chữ cả đời sống cuộc sống nghèo túng bốn mươi mấy tuổi gặp được một người bạn thời thơ ấu chính là lão hòa thượng đế nhàn họ sinh ra tại cùng một nông thôn nhìn thấy ngài xuất gia cũng không tệ có nơi ở cơm nước đều không cần lo rất ngưỡng mộ nhất định phải theo ngài xuất gia bốn mươi mấy tuổi xuất gia hơi khó không biết chữ không thể đọc kinh học kinh giáo không được khó khăn trong việc sống ở miếu trong miếu sáng chiều đều phải tu tập kinh sách trong giờ tu tập sáng chiều không thể không biết tụng người khác coi thường bạn Ông ta lại đòi xuất gia cho bằng được Lão Hòa Thượng ra điều kiện cho ông ta Ông ta chấp nhận hết Ông ta nói Điều kiện gì của Ngài tôi đều chấp nhận hết Chỉ cần Ngài chịu thế phát xuất gia cho tôi Lão Hòa Thượng nói Con nghe lời Không có vấn đề Thầy nói gì thì con nghe theo đó Lão Hòa Thượng chỉ dạy ông ta một câu Nam Mô A Di Đà Phật Đồng thời tìm được một ngôi miếu nhỏ ở trong nông thôn, một ngôi chùa nhỏ đã hoang phế, không có người ở. Rồi ông ta sống ở trong đó. Chỉ cần niệm suốt một câu Phật hiệu này, con cứ niệm suốt hoài, niệm đến mệt thì nghỉ ngơi, nghỉ ngơi xong lại niệm tiếp bất kể ngày đêm. Ông ta niệm được ba năm thì đã vãng sanh trong tư thế đứng, cũng là biết trước ngày giờ vãng sanh Một ngày trước khi vãng sanh Ông ta ba năm không có rời khỏi ngôi chùa nhỏ Một ngày trước khi vãng sanh Đến thành thị thăm hỏi người thân bạn bè Đó là cái gì? Từ biệt Ông ta không nói cho ai biết Không ai biết được ông ta sẽ vãng sanh Buổi tối về đến ngôi chùa nhỏ Có một lão cư sĩ bà cụ già nấu hai bữa cơm cho ông ta, chăm sóc ông ta. Ông ta nói với bà cụ, ngày mai bà cụ không cần phải nấu cơm cho tôi nữa. Bà cụ cần tưởng hôm nay, ông ta đi thăm bạn bè, có thể có bạn bè mời ông ta ăn cơm. Trưa mai không cần nấu cơm. Đến buổi trưa ngày thứ hai không an tâm, đến ngôi chùa nhỏ, xem sư phụ có ở đây không. Đến chùa mới xem qua, sư phụ đã vạn sáng rồi trong tư thế đứng. Bà cụ chưa bao giờ nhìn thấy ai chết trong tư thế đứng. Nói cho các bạn đồng tu học Phật ở dưới nông thôn biết, mọi người đến xem thương lượng nên làm thế nào. Gấp rút gửi thư cho Đảo Hòa Thượng. Mời Ngài đến xử lý, tức là Đảo Hòa Thượng Đế Nhàn không có phương tiện giao thông, đều là đi bằng chân từ nông thôn đến hoàng tông tự một đi một về phải đi ba ngày ông ta vãng sanh đã đứng ba ngày từ thấy đứng vãng sanh chúng ta nghe qua đứng ba ngày sau khi vãng sanh chưa nghe qua đại khái chỉ một mình ông ta Chúng ta có nghi vấn Lão Hòa Thượng Hải Hiền 20 tuổi xuất gia Điều kiện của Ngài Rất tương đồng Với đệ tử qua lầu tượng Của Lão Hòa Thượng Đế Nhàn Đều hội đủ lão thật Nghe lời làm thật Ngài ba năm có thể vạn sanh hay không? Hai mươi tuổi niệm phật, hai mươi ba tuổi có thể vạn sanh hay không? Chắc chắn được. Vì sao không thể vạn sanh? Có người này quá chân thật, thật nghe lời mà còn làm thật.